phát hiện thi thể nam tài xế giáp, bị sát hại trên bãi đất hoang, ở Hà Nội. Thi thể nam thanh niên 18 tuổi, làm lái xe công nghệ. Bị sát hại khoảng 2 ngày trước, được phát hiện tại một bãi đất hoang, trên phường Cổ Nhuế 2. Tối ngày 28 tháng 9, Công an quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ việc, một nam tài xế xe ôm công nghệ. Bị sát hại tại khu vực bãi hoang, gần công trường. Cụ thể, tối cùng ngày, Công an quận Bắc Từ Liêm nhận được tin báo từ Công an phường Cổ Nhuế 2 về việc một số người dân phát hiện thi thể một nam giới mặc trang phục giáp tại một khu vực bãi đất hoang gần công trường thi công đường nối Phạm Văn Đồng đến khu công nghiệp Nam Thăng Long, quận Bắc Từ Liêm. Vị trí này giáp danh với địa bàn phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm. Lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân. Danh tính nạn nhân là Nguyễn Cao Sang, sinh năm 2001, quê huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, làm nghề tài xế xe ôm công nghệ. Trên ứng dụng giáp, nạn nhân đang là sinh viên năm nhất, một trường đại học tại Hà Nội. Lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm thông tin. Bước đầu lực lượng chức năng nhận định, nạn nhân đã bị sát hại, thời điểm bị sát hại, vào khoảng 2 ngày trước. Trước đó vào ngày 27 tháng 9, trên nhiều diễn đàn mạng, cũng đã đăng tải thông tin, tìm kiếm nam tài xế này, theo đó người thân cho biết. Sang chạy xe giáp, nhưng từ ngày 26 tháng 9, không thấy về nhà. Hiện công an đang điều tra làm rõ vụ án,